Không đỏ không lấy tiền các bạn nhé. Lát nhìn trong máy điện thoại đỏ ỏi luôn nhé. Màn giờ không nhìn thấy đâu nhé. Chỉ có quay qua ấy, hình như hồng rực chưa, đỏ chưa. Lòng đen của nó đỏ ỏi luôn các bạn nhé. Đấy. Các bạn cứ xoay mắt lòng đen đỏ ỏi là ngựa bạch nhé. Nhìn trong camera điện thoại là đỏ ỏi như là ngựa bạch nhé, còn không phải là không phải ngựa bạch nhé. Đấy. Đấy, đỏ ỏi luôn. Nên camera hơi khó nhé. Còn nhìn bên ngoài nó sẽ dễ hơn. Đấy, nhìn thấy chưa? Như cục than luôn. Còn nếu mà ngựa thường ấy, ngựa màu ấy, mặc dù là lông lá nó màu trắng, chân tay màu trắng hết, nhưng mà giỏi ở đây là con người của này, con người của nó màu phát ra màu trắng thì là vẫn là ngựa thường nhé các bạn nhé. Đây đồ đạc mang hết đầy nhé. Đây máy xay giò đây, xay cho khách luôn. Đây rồi xuất đây. Bên đây là rất nhiều đồ nhé. Trời hơi tối tí, soi cho bạn xem. Đấy, đồ đây nhé. Quá trời là nhiều đồ luôn. Em này thì làm tất tật là cả sáng cả tối là gần 20 mâm cỗ nhá. Ngon gan 20 mâm cỗ từ sáng đến tối ăn liên hoan nhé. Đây là khu vực giữa trung tâm Hà Nội, có khu đất rộng này là quá chi là ác liệt. Đây là khu vực giữa trung tâm Hà Nội luôn nhé. Đây vào đây các bạn nhé. Chuẩn bị quán tiết canh, tiết canh ngựa. Đấy, ok các bạn nhé, đã giải quyết xong em ngựa này nhé. Đây là khu vực nấu đây, làm đây. Đây là phổi ngựa bạch nhé. Phổi ngựa bạch chuyên hỗ trợ điều trị hen suyễn, phổ khử các kiểu nhé. Đấy, thần kinh, đây là vàn nhé. Đấy, vàn này thì để nấu súp vang nhé, nấu thắng cố này. Đấy, hoặc là làm thịt nướng nhé. Đây là bộ xương đây. Em này khá to luôn nhé, hai tạ hơi nhé. Đây là lòng, đây là lòng ngựa bạch này, em này lòng khá ngon luôn nhé. Lòng ở nấu thắng cố này, hoặc là nấu giống nhé, làm lẩu. Đây, ok các bạn nhé, đã thái thịt xong nhé. Đây là miếng thịt ngựa bạch của bên mình đây. Đó. Đây là thịt xay giò nhé. Đây là đang làm lòng nấu súp vang thắng cố nhé. Lòng đây, lòng ngựa bạch nhá. Đây này. Thắng cố nhá. Một phản thế đây. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đấy, các bạn. Thịt ngựa Galo bên mình nhá. Đấy, bên mình cung cấp ngựa là từ A đến Z luôn, làm từ A đến Z luôn. Đây là Xuân Trường Vlog nhá. Hello, xin chào các bạn nhá. Đấy. Các bạn muốn ăn thịt ngựa, da ngựa, giò ngựa, cao ngựa, bạch, đây mắt ngựa bạch này. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Chuẩn chăm chăm nhá. Không có bạn này bảo là... Bên trong là lòng tây nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đây là xương ngựa bạch.
bên bạch mạc. Lông này. Đây ngựa bạch rồi nha, lông đấy. Da cũng màu trắng hồng luôn nhé. Chứ không phải là ngựa bạch chuẩn nhá, bên hết cho các bạn. Bên mình là chuyên cung cấp là ngựa bạch chuẩn zin đét 100% nhé, 100% nhé. Cao là cao ngựa bạch cũng chuẩn đét luôn nhé. Không có cái chuyện là pha tạp cái gì nhá, cao nguyên chất luôn. Các bạn đặt thì cứ vào trang TikTok hoặc là trang YouTube đấy. Đặt là phần link dưới mô tả video và liên kết nhá. Số điện thoại mình để bên dưới đấy. Và phổi ngựa bạch ngâm mật ong này, đấy. Cao xương ngựa bạch này, cao xương ngựa thường nhé. Được. Bạn tiếp tục theo dõi video mình quá trình nhé. Cho mình một like và đăng ký kênh Bạch Mã TV nhé. Đấy, ủng hộ kênh Xuân Trường nhé các bạn nhé. Đây ok các bạn nhé, đang tác nghiệp gói giò nhé các bạn nhé. Đây, cao thủ gói giò đây. Đây. Đẹp chưa? Rồi, như là đấy ok các bạn nhé, đây là thịt để nhúng lẩu nhá, hôm nay làm 7 mâm lẩu cho khách, tối làm 6 mâm lẩu nhá, tổng là 13 mâm nha. Bát kia là hàm một là 2 người nhá, đây là hàm thức ăn đây. Tại khu vực Hà Nội nhé. Đây. Cao thì là vào nồi rồi các bạn nhé. Đây. Đây nhá, cao vừa vào nồi xong các bạn nhé. Đây là khu vực làm đây. Đấy. Ở đây có khách. Đây là khách nha. Chưa. Đây lẩu đây nhá, có bánh chưng này, đây có bánh chưng này. Bánh chưng nhá, bánh chưng Hà Nội đấy. Đấy làm cỗ cho khách luôn nhá, làm 2, 4, 6, 7 mâm lẩu. Ô hả, đây là thêm thắng cố nhá, thắng cố dùng nước lẩu nữa. Lấy nước này này, nhúng lẩu mới ngon này. Cho thêm nước vào vớt này, vớt cái này này. Bên này được chưa cháu về đi. Về nha. Để cho nó đông á, sợ không đông. Đông có lòng chân. Không, để mà các ông ăn tiết canh trước là không ăn cơm, không ăn cái gì cả. Ngán ngay. Đấy, đây tiết canh nha các bạn nhé. Đây đang thái giò này. Đây đang thái giò nhé. Đây, mời các bạn làm miếng nhé. Siêu ngon, siêu nhá. Đây, món chiên đây. Đây, món chiên nhá. Món chiên này. Đây là bạch mã, bạch mã bọc chu tiên nhá. Bạch mã bạch bọc chu tiên. Đây là nước thắng cố lẩu nhá. Vâng, tiếp tục các bạn nhé.
Bây giờ là gần 6 giờ tối rồi. Đấy, nước 2 đang lên. Nước 2 đang lên nhá. Và nước 1 nó cho ra nhá. Vâng, nước 1 đây. Đấy, đang canh. Ai không liên quan đến ngựa. Và đây là thêm một nồi lòng xào dưa. À, quên, nhầm. Đây là... nem tai. Nem tai. Đấy. Giờ nồi siêu to khổng lồ. Để ăn từ giờ ăn hết tháng riêng. Anh em bạn bè nào có nhu cầu cứ alo nhá. Món gì cũng có. Còn đây là đầu bếp chính nhá. Đầu bếp trưởng. Bếp trưởng này chuyên nấu cỗ nhá. Ai có nhu cầu alo nhá. Món cỏ xào. Món dưa xào lòng. Nhưng không phải đây là món nem tai các bạn nhá. Phải dưa xào lòng đâu. Nem giò xào. Giò. Giò xào các bạn ạ. Đấy, bếp trưởng ấy. Rất đẹp trai. Vâng, tiếp theo các bạn nhá. Đây nước 1 đây. Nước 1 ra canh đã đặc hết như này nhá. Đây. Đấy, đặc như mặt luôn. Một lúc nữa là khô cứng ngay. Đây, quánh nhỉ. Như mặt mía. Còn bây giờ đang ra nước 2 nhá. Đây, nước 2 đây. Đây, có cái lọc luôn. Đây, cái lọc trực tiếp đây luôn nhá. Đây, nước 2 ra. Đã hạ nhiệt rồi nhá. Đây, hồi đã hạ nhiệt. Ở đây một nồi nước sôi đang chờ. Đây là đổ nước 3. Và xong là ok nhá. Vâng các bạn nhé, bây giờ là cao đã sắp được đổ nhé. Đấy, bây giờ là thành phần nó đã đặc bánh quánh này nhé. Đấy, sờ thoải mái rồi. Đấy, thấy chưa? Trong vòng tầm một lúc nữa là em chúng tôi sẽ đổ cao nhé. Bây giờ đang quá trình dọn dẹp. Vâng, còn đây là xương nhé. Xương đã nấu ra hết chất rồi. Còn mỗi xương không nhé. Còn miếng xương này. Thấy chưa? Trắng toát. Và bây giờ sẽ đổ bã đi nhé. Miếng xương này. Mềm sũn luôn. À, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Còn đây nhá, tiếp tục bây giờ là quá trình đổ cao tao khuôn nhá. Đấy. Cao rất là ngon. Đây nhá, đây, quá trình đổ cao em chúng tôi đây. Đấy, đây nồi đã rất sạch sẽ nhá. Đây, nồi đã sạch sẽ thì phần tráng nồi nhá. Là ok nhá. Đấy. Không có một cái động tác nào thừa nhá. Một nồi cao ngựa bạch tại nhà phóng viên biên tập viên Thu Minh đấy. Làm ở truyền hình VT6 thứ ba. Anh em nào mà biết biên tập viên Thu Minh thì vào đây sẽ biết. Nồi cao cực to. Thật không? Yeah. Mình quay lại nữa quang cảnh của khu nhà ở của nhà biên tập viên Thu Minh nhá. Đấy, đây là quang cảnh đây. Đấy. Có một bức tranh bằng gốm sứ là rất là đẹp, trị giá tỷ bạc. Và dưới một bức tranh đó là bè cá coi. Cá coi này đã hôm qua ngày 23 đã đi lên báo cáo thiên đình là mất khoảng độ chục con rồi. Vườn cây trong thành phố như là trong vườn quê luôn. Rất nhiều cây nhá, cây sung cổ thụ luôn. Nha các bạn, yêu quý kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhé. Để có mình động lực nhiều quay video cho các bạn xem. Ok, các bạn tiếp tục theo dõi nhé.
Vâng nhá, bây giờ bắt đầu vào quá trình cắt cao nhá. Cân kẹo hoa nhá. Đấy, chính xác 100 luôn. Thước kẻ 100% chuẩn. Không sai một ly. Vâng nhá. Đấy, đây chuẩn bị đóng gói đã xong. Đóng bánh đi nhá. Đây. Miếng cao đã gói thành đóng thành bánh đây nhá. Đấy, đấy, vuông cảnh, vuông thành sắc cạnh luôn. Vuông cảnh sắc cạnh. Đấy. Đây toàn đóng gói thủ công thôi. Công nghệ chưa vào đóng, chưa vào máy được. Công mới là thực tế. Có khoảng độ 50 bánh thôi nhá. Các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nhá. Đấy, đây toàn thể các nhấp ảnh nhá, các cái giám sát viên đang muốn quanh đây. Đấy, có khoảng độ một con ngựa bạch và có độ 15 người muốn quanh để giám sát. Đấy. Đây là thợ chính đi nhá, đóng gói rất chuyên nghiệp. Các bạn yêu quý kênh thì vào mà đăng ký sản phẩm bên mình nhá. Đây là bác tài xế chuyên chạy phục vụ khu vực Hà Nội. Ok các bạn nhá, video của mình đến đây kết thúc. Vâng, cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video sau.